Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 4 tháng 6 năm 2021 trên kênh Môi Trường TV của tạp chí điện tử Môi Trường và Cuộc Sống. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, ngày nắng, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, phía Bắc trời nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, ngày nắng có nơi có nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi Trường TV.